Sau 10 ngày nhập ngũ, hơn 15.000 tân binh cảnh sát cơ động của 61 tỉnh thành trên cả nước đã sẵn sàng bước vào quãng thời gian huấn luyện gian khổ để trở thành những chiến binh thép. Lực lượng nòng cốt của Bộ Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc. Các chiến sĩ trẻ được đào tạo ở 2 trung tâm huấn luyện, 10 trung đoàn cảnh sát cơ động tại 16 địa điểm trên cả nước. Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, chiến sĩ mới được tuyển năm nay cao hơn cả về số lượng và chất lượng. Nhiều chiến sĩ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường ngoài ngành công an nhân dân. Chúng tôi cũng đã rà soát và chuẩn bị về cái cơ sở vật chất, rồi nơi huấn luyện, rồi thao trường bãi tập và vũ khí công cụ phương tiện. Chuẩn bị kỹ các cái nội dung chương trình của khóa huấn luyện. Và mục đích cuối cùng đấy là làm sao đấy huấn luyện cho tân binh có bản lĩnh vững vàng, có khả năng và năng lực hoàn thành nhiệm vụ giao và có tinh thần tận tụy phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Sau buổi khai giảng, hoạt động huấn luyện ngay lập tức được triển khai nhằm hoàn thành tốt chương trình đào tạo tân binh. Giữ nguyên tư thế nâng súng trong khoảng thời gian 10 phút với một viên gạch nặng 2,5 kg treo phía dưới là một bài tập tưởng như đơn giản. Thế nhưng chỉ khoảng 1/3 số tân binh trẻ có thể vượt qua thử thách này. Cầm viên gạch lâu như này chắc chắn là mỏi rồi, nhưng mà mình phải cố gắng thôi. Em nghĩ là sau này em sử dụng súng thì cũng nặng như này nên em phải quyết tâm. Dù khó khăn gian khổ, thế nhưng sau 3 tháng huấn luyện khắc nghiệt, những chàng trai vừa rời ghế nhà trường sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị của lực lượng cảnh sát cơ động, cũng như thuần thục các kỹ năng chống gây rối, bạo loạn, khủng bố, bảo vệ mục tiêu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nói chung là cái cảm giác rất là tập trung vào chuyên môn, bởi vì là cái này là nó là nhiệm vụ. Em mong muốn được sử dụng thành thạo những món vũ khí của cảnh sát cơ động để phục vụ cho Tổ quốc. Ngay sau buổi lễ khai giảng, nhiệm vụ đầu tiên của những người lính trẻ là trồng 6.000 cây xanh trên tổng diện tích gần 32.000 hecta tại 3 địa điểm là Hà Nội, Quảng Ninh và Yên Bái, nơi đơn vị đóng quân, với mục đích điều hòa khí hậu, cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái. Khu vực miền Nam và miền Trung sẽ tổ chức trồng vào đầu mùa mưa. Phấn đấu trong năm 2023, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ triển khai trồng hơn 50.000 cây xanh trên toàn quốc.